Thì cái thời gian khi mà em bắt đầu em thay đổi chỗ ở, em thấy nó có những cái gì chưa quen không? Em thì cũng dễ thích nghi với môi trường á, nhưng mà nói chung là chỗ nào có chồng em thì chỗ đó em sống được hết à. Ngọt ngào tâm sự chưa? Nhưng mà ổng có nhát không? Dạ nhát. Em chủ động nắm tay ổng hay ổng chủ động? Mấy cái này chắc ảnh chủ động quá. Rồi ai chủ động hôn ai? Anh luôn á hả? Quen cái cảm giác là có người bên cạnh rồi, cần khi nào cần là kia là có, khi nào bực bội cũng có người đó đặng cho mình cần xả lại kia. Chồng em đậu xin đó là đi học trên đó phải 4 năm, còn em ở đây thì cảm giác kiểu như hụt hẫng á. Cái thời gian đó em cũng hơi bị như buồn quá đi. Chào anh Thuận với chị Vân. Chào em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Hoàng Thân, năm nay em 31 tuổi, đang công tác tại sư đoàn 5, đại đội công binh trực thuộc của trung đoàn. 4 sao lần á? Dạ, nhiều. Dạ. Sao quá. Dạ, như em là đại quý. Đại quý thôi. Quá. Đã có 2 đứa con trai. Wow. Và đây là bà xã của em. Không cần phải giới thiệu, người ta cũng biết đây là bà xã của em. Rồi giờ xin mời vợ đại quý. Dạ em chào anh Thuận với chị Vân. Em tên là Đào Thị Mộng Hằng, năm nay em 31 tuổi. Em là bạn học cấp 3 chung với chồng em. Wow, hai vợ chồng đều ở Tây Ninh luôn. Dạ, hai chồng em cùng là người Bến Tre. Chồng em công tác tại sư đoàn 5 nên em theo chồng em lên đây em ở. Là đã lên đây ở lâu chưa? Dạ em ở cách đây chắc cũng 5 năm rồi. Anh hỏi nè, khi mà em chuyển từ miền Tây, một miền Tây sông nước đúng không, mở mắt ra cũng thấy nước, tối chuẩn bị ngủ mở mắt thấy một cái cũng là nước, và bây giờ lên đây lại rất ít nước mà mở mắt ra toàn thấy núi, thì cái thời gian khi mà em bắt đầu em thay đổi chỗ ở, em thấy nó có những cái gì chưa quen không? Em thì cũng dễ thích nghi với môi trường á, nhưng mà nói chung là chỗ nào có chồng em thì chỗ đó em sống được hết à. Ngọt ngào tâm sự chưa? Anh hết hỏi luôn à. Hỏi đi. Từ hồi cấp 3 là hai bạn đã thích nhau chưa? Từ hồi cấp 3 luôn á chị. Tụi em là học chung lớp 11. Vậy là đến bây giờ là mối tình này đã được bao nhiêu năm rồi? Từ 2011 tới nay là cũng 12. 12 năm. 12, 13 năm rồi. Lớp 11 mới học chung hả ta? Dạ lớp 11. Nhưng mà lớp 10 hai đứa học đâu? Lớp 10 thì học khác lớp. 11 mới học chung là thích. Dạ. Nhau luôn. Lớp 12 mới về nhà. Lớp 12 mới thích nhau. Dạ. Vậy thì là lớp 11 là đã có cảm tình nhau chưa? Dạ không, lớp 11 em có người yêu rồi. Ủa, quay ngược thời gian lại kể lại cái giai đoạn mà các bạn quen nhau ra sao. Cho anh nói trước đi. Thân, em có nhớ cái khoảnh khắc đầu tiên mà em nhìn thấy bạn này không? Cái lần đầu tiên mà vào trong lớp nhìn thấy nhau á. Lúc đó đang để ý bạn khác rồi anh ơi. Để ý nhỏ lớp chuyện. Mới vào lớp 11 thì cũng chưa có để ý anh. Sang năm lớp 12 rồi xong là bạn bè quen rồi đủ nhau đi chơi rồi này kia. Thế còn em có để ý thằng không? Dạ không. Có chú ý gì đó mà dạ, bạn dạ cũng như thấy hiền khờ khờ, thấy tội nghiệp thôi à, chứ không đi tới tội nghiệp. Hiền khờ khờ mà giờ tao lên đại quý đó. Rồi đến lớp 12 thì cái điều gì mà khiến cho hai đứa lại để ý nhau? Tới lớp 12 thì cũng là bạn bè rồi thì chơi chung với nhau một nhóm. Rồi dạ, ai thích ai trước? Không có ai nói thích ai hết. Có. Ủa? Thời gian là... Thôi em không nhớ gì đâu. Chắc vợ kể chi tiết hơn. Giờ hỏi chị đẹp nè. Năm lớp 12 là lúc đó là em cũng chia tay người yêu rồi. Cũng đang buồn. Năm đó là năm cuối cấp á. Lớp thì có đứa những bạn hiền, những bạn cá biệt. Thì em lại chơi chung với cái nhóm cá biệt mà chồng em thì thuộc dạng là hiền. Rồi không biết sao đứa nào dụ đi chơi chung. Mà chắc lúc đó là cũng để ý em rồi mới đi chơi chung nè. Thì đi chơi chung thời gian thì em thấy cũng... tội nghiệp cũng lủi theo em vậy đó. Thì em thì kiểu giống như là em cũng hơi cá biệt. Lúc đó em có dẫn về nhà gia đình. Mà trước khi em quen chồng em thì em quen những mấy bạn kia là dẫn về là ba mẹ kia là không có thiện cảm á. Cái em dẫn chồng em về là ba mẹ chịu liền, thấy cái mặt hiền mà tử tế quá vậy đó. Chồng em thì cũng đưa đi rước về đưa học á. Đầu thì cũng đi chơi với em, đi theo hát hò đồ này kia vậy đó. Rồi xong biết sao dụ em sao quay lại dạy cho em học, luyện thi cho em. Trong năm lớp 12 các em mới thi đậu tốt nghiệp. Chứ năm đó là em cũng hả trôi vậy đó. Đây là bếp gơm. Còn là gặp đúng một anh rất là good boy. Có nghĩa là anh rất là ngoan. Và sau đấy anh đã cảm hóa được cô này. Ôi. Giáo viên sợ em thi gớt á. Còn chồng em thì sợ là em đi chơi heo em hư. Làm hư chồng. Thời gian đầu cũng như là giả bộ đi theo em vậy đó. Cái em tưởng đâu là đi chơi thì em cũng đâu để ý đâu. Nhưng mà sau là lâu em ngược lại. Ồ. Dạ. Cái tính em cũng hơi như kiểu hơi ngang tàn đi vậy đó. Nhưng mà chồng em thì cái người điềm đạm hiền. Cái em tiếp xúc lâu ngày cái tính mình nó cũng bị nhu lại bớt. Ba mẹ mình ra đây rất là ưng cái anh này nữa. Mà anh này cái đường lối với lại cái kiểu như cái tư tưởng của anh nó chững chạc. Còn mình thì kiểu giống như còn hơi nghịch phá này kia vậy đó. Nó hơi trẩu chút xíu. Thế khi nào thì em bắt đầu cảm thấy có tình cảm với vợ của mình? Năm lớp 12 thì tụi em là cũng đi chơi chung với nhau rồi chị. Thì ta chỉ là không nói ra thôi. Dạ không nói. Còn hai người đều cảm giác là người kia có tình cảm với mình. Dạ. Cũng ngầm cũng hai là quen với nhau rồi vậy. Cũng không có ai tỏ tình ai hết á. Không ai tỏ tình ai. Dạ. Không tỏ tình bằng lời nói thì cũng phải có một cái cột mốc. Đúng. Hoặc phải có một hành động gì. Đúng. Đó. Em thì thích đi chơi. Còn chồng em thì kiểu giống như muốn kéo em lại con đường học hành vậy đó. Em đi chơi đâu thì lủi đi theo rồi kế bên như kiểu giống như giữ chủ quyền vậy đó. Nhưng mà ổng có nhát không? Dạ nhát. Em chủ động nắm tay ổng hay ổng chủ động? Mấy cái này chắc ảnh chủ động quá. Rồi ai chủ động hôn ai? Anh luôn á hả? Em giấu ấm.
để mà khẳng định là chủ quyền đó. Em là chủ quyền của tôi đó, là lúc nào gừng đang gừng mặt lại không nhớ thôi cơ. Vậy lại xin lỗi ba mẹ qua tivi tức gì rồi nói. Cái thời điểm này do cái thời gian dài quá nên em cũng nhớ rõ được. Trời rồi không nhớ rồi đâu. Xong tập đúng rồi em nhớ không? Nói chung là tụi em quen nhau thời học sinh đó nên mình còn vô tư những cái hành động đó, mình không có để ý là khi nào bắt đầu nắm tay hay là kiếm gì không, nhưng mà nụ hôn đầu thì nó là năm học sinh hay là về sau rồi, cái học sinh rồi đó chị. Sinh là đâu giảm hôn lớp 12 đúng không? Dạ. Cái lúc cầu hôn thì là ai cầu hôn ai? Họ cầu hôn luôn, họ cầu hôn luôn. Vẫn có cột mốc nha anh. Cột mốc gì nào? Em với vợ em ra trường thì là bắt đầu là hai đứa lên thành phố làm. Làm được đâu vài tháng thì là em đi về Cần Thơ để luyện thi. Khoảng một tháng thì vợ em là từ thành phố là cũng về Cần Thơ là để đăng ký học ở trường để gần em luôn. Luyện thi sau một năm đó thì là em đi học, còn vợ em thì vẫn ở bên Cần Thơ để đi học tiếp. Thì trong thời gian đó thì vợ em thì nếu mà có điều kiện thì cũng vài tuần hoặc là vài tháng là lên thăm em. Là cái đường đi rất là xa nên là cũng khó khăn vất vả anh. Hai đứa là cũng xác định với nhau rồi, ra trường rồi là sẽ làm đám cưới. Xác định như thế trước rồi thì ra trường là đăng ký kết hôn luôn, không có là không có màn cầu hôn gì hết. Dạ không cầu hôn. Như vậy là các bạn là ở Cần Thơ không à? Em là học ở Cần Thơ một năm thôi, còn vợ em là tại vì khi mà học lớp 12 xong á là tụi em thời gian đó là đang đợi kết quả thi đại học á anh, tụi em đi lên thành phố và trải nghiệm làm thử một tháng. Em có kết quả là em đậu bên trường Cần Thơ. Là em học bên kế toán. Lúc đó là em học cao đẳng 3 năm, chồng em luyện thi ở Cần Thơ, là hai đứa em có thời gian ở gần nhau một năm ở Cần Thơ. Rồi sau một năm đó chồng em đậu được trường sĩ quan là quân 2, là phải đi Đồng Nai học. Còn em thì ở đó 2 năm, yêu xa. Mình quen cái cảm giác là có người bên cạnh rồi, cần khi nào cần là kia là có, khi nào bực bội cũng có người đó đặng cho mình cằn nhằn lại kia vậy. Chồng em đậu trên đó là đi học trên đó phải 4 năm. Còn em ở đây thì cảm giác kiểu như hụt hẫng á. Cái thời gian đó em cũng hơi bị như buồn quá đi. Cái xong gán sau này cái em cũng thích nghi được, cái bắt đầu em kiếm công việc ổn định em làm cho thời gian bên người hơi của em là vô cái lĩ đạo. Cái xong em sắp xếp từ Cần Thơ em đi lên trên Đồng Nai em thăm chồng em, đi xe đò có, đi xe máy có rồi, là đi một mình chạy xe máy từ Cần Thơ lên tới Đồng Nai. Dạ. Mà có xa lắm không anh, bao nhiêu cây? Xa lắm em, cũng cỡ 200 mấy 300 cây. Đúng rồi, 300 cây xe máy á? Đúng rồi, gần 300. Ôi, lên thăm chừng 2 tiếng mấy, 3 tiếng hả? Xong là em phải chạy xe từ ngay chỗ từ sứ quan lộ 2 em chạy về Cần Thơ tối đi làm. Thời gian của em cái lúc mà đi đó không thì ai cũng thích, giống như mình đi chơi vậy. Dạ đúng lúc rồi, đi đâu, về, đi đâu cũng thích, cũng háo hức vậy. Mà lúc về, về mà có buồn. Có em, có anh thì nó còn đỡ. Về mà về một mình, có khi nào vừa chạy mình vừa khóc không? Có chứ, em đứng ngoài đây em đợi chồng em đi là ly khuất bóng rồi em mới quay xe về. Nhiều khi đi cái chạy ngoài đường mình cảm giác mình tuổi, mình hụt hẫng, mình bơ vơ. Cảm giác chồng mình vô rồi có mình ngoài đây nè. Vừa chạy xe mà mình khóc hụ vậy đó. Rồi vài lần thì nó quen. Đi xe đò thì phải đi giấc khuya, tại vì tên đó là 10 giờ mấy hay gì đó là cho có giấy ra cổng. Em phải đi giấc khuya 2-3 giờ khuya đó. Em phải chạy xe máy, rồi em gửi xe rồi xong rồi bắt xe nhiều chuyến. Lên tới chồng em là phải bắt ra bến xe miền Tây, rồi qua miền Đông, rồi miền Đông qua ngã ba Vũng Tàu rồi bắt xe buýt ngã ba Thái Lan. Thái Lan bắt xe Honda đi ngược vô trong đó nữa. Mỗi lần đi là như vậy đó, mới gặp yêu nhau mà có động lực. Vậy là trong suốt 4 năm liền là cứ như vậy hoài. Dạ chỉ duy trì 2 năm, khi đó là chồng em lên tổng học 2 năm, em còn 2 năm ở Cần Thơ. Bắt đầu là em học xong 2 năm dưới đây là em lên thành phố thì cái khoảng cách nó rút ngắn lại từ thành phố ra chừng 2 tiếng 2 tiếng mấy. Đúng rồi, cái lúc mà Thân quay đi thì Thân có một cái cảm giác trống vắng buồn giống như bạn gái mình. Dạ có anh, vợ em nhiều khi cũng nói giống y như anh vậy đó. Cảm giác cái lúc mà khi mà vợ đi lên thì có động lực để đi lên, còn khi mà đi về là rất là buồn. Có lần nào đi mà gặp sự cố không? Dạ có anh, có lần em đi chung với ba mẹ chồng em nữa. Lúc đó là kêu bằng hai bác thôi. Em chạy từ Cần Thơ xuống như chỗ ngã ba Tung Lương, thì ba mẹ em thì chạy xuống như chỗ ngã ba Tung Lương đó. Cũng như mình thì người quê mà đi thì mỗi lần đi là phải cuộn trái cây đồ lên cho chồng em rồi đem vô đơn vị đặng cho các bạn cùng nhau vậy đó. Đang chạy dọc đường thì nó gớt trái cây văng ra ngoài lề đường vậy đó, phải dừng lại đặng kiếm xin bao xin bịch đồ đựng chở heo lên tới đó đó. Rồi xong lên tỉnh thăm, rồi tới chừng bữa đó về mà về gặp trời mưa. Mẹ chồng em thì đi chung xe với em, còn cha chồng em thì chạy một mình, cũng như để em một mình tội nghiệp á. Mà chạy lúc đó về thì chạy tới ngã ba Tung Lương là rất tối hui rồi, chắc 7-8 giờ tối á. Chỗ cái cột móc tới qua tới Cần Thơ là 100 cây số nữa. Trời cái mẹ ơi. Thấy tội nghiệp quá, cái mẹ cũng đi theo em mà cho cha về một mình đi qua tới bên Cần Thơ. Rồi xong cái mẹ cũng ở bên bệnh, bữa sau mẹ bắt xe từ Cần Thơ về tới đây. Ủa, thương mẹ chồng không? Trời ơi. Rồi sau này cũng có lần em đi một mình bị móc bóp nữa. Trời. Mất bóp hả? Dạ. Nhiều tiền không? Lúc đó là chuẩn bị đóng tiền học mà rút ra cũng 2-3 triệu, mà cái thời điểm đó là 2-3 triệu mình đi làm được cũng là cũng số tiền của mình rồi.
Đợt đó là hình như là được nghỉ 2 ngày phải không anh? Cũng nôn lắm nha chị. Cũng em dưới đây thì em cũng đi làm ban đêm đặng cũng như mình kiếm chi phí, với lại mình vừa kiếm thời gian trang trải thời gian cho mình đừng có bị một mình hụt hẫng á. Em đi sớm gửi xe thì em sợ, tại vì ban đêm mà đi giấc khuya thì mình chạy ở ngoài đường mình gửi xe thì mình sợ ban đêm á. Nên mình em nhín chút xíu để cho sáng sáng rồi chút xíu để em gửi xe. Mà bữa đó đi ra bến xe em gửi được xe cái bắt đầu bị tể xe. Cái bắt đầu em mới kêu xe em ra chở em ra chỗ bến xe Cần Thơ á. Em chờ cái có chiếc xe đó nó rước em lên. Mà máy trên xe cũng có mấy người ngồi nhưng mà nó hỏi em hai ba câu cái bắt đầu mới vừa qua cầu hơi cái nó kêu em thôi xe này đi khác chuyến rồi kêu em đi xuống. Em xuống thì em cũng đâu có biết nó là cái chuyện gì đâu. Cái em đứng ngoài em bắt xe chuyến sau, cái bắt đầu bắt được đi được một đổi rồi cái tới trạm dừng chân á, mình vô mình ăn cơm. Cái chừng trả tiền thì không có tiền. Trời ơi. Mất tiêu cái bóp không hay mà mất giấy tờ hết trơn luôn. Trời đó. Đợt đó cũng gặp cái anh chủ xe đó, lái xe đó cũng nhân hậu nữa, chở em tới cái chỗ cái ba Thái Lan luôn. Cho mượn tiền đi xe Honda. Tức là nhờ cái anh tài xế đó. Dạ cái anh xe đó, ảnh đáng lẽ mình phải trả tiền cho ảnh. Mà đằng này ảnh không lấy tiền mình mà cho mượn mình rồi chỉ xe cho mình đi được tại lúc đó mình không có tiền. Rồi sau này có gặp lại ảnh không? Rồi xong sau này em về Cần Thơ em trả tiền lại cho ảnh thì đó. Cũng mang ơn cái anh đó đó. Mà xong đợt đó em lên tỉnh là lên tới nơi rồi mới thông báo là bị cấm trại không được về. Trời ơi. Tính lên tỉnh mượn tiền chồng đi ngược tới về mà lúc đó chồng cấm trại không được ra. Con biết cái cảm nhận của em như thế nào với anh á, thấy sao mà thương quá. Quá thương. Thương. Có lẽ là chính vì cái sự gian truân đó và hiểu được cái sự vất vả đó. Và những cái mà khó khăn đó, ra trường cái là cưới liền. Đúng rồi, thương quá luôn ấy, bao nhiêu là lần vất vả như vậy. Ra trường cái là chồng em cũng định cưới đâu mà mẹ chồng em với em chồng em xuống cưới. Tại ủa mẹ... sao vậy? Ô thân sao lại không cưới liền? Dạ vâng anh, lúc đó thì bản thân em mới ra trường á, em suy nghĩ là đợi một vài năm nữa để làm kiếm tiền á. Cuối cùng ra trường bao lâu mới cưới? Dạ ra trường là vài hôm sau là vài hôm sau cưới luôn. Rồi giờ tới vụ kia đi dân ơi. Vụ kia nha. Rồi bắt đầu đi nào. Thân đi, nãy giờ thân ít nói quá. Trước khi mà nói cái xấu của vợ em thì em nói cái tốt trước nha anh chị. Không cần nha, mọi người biết tốt rồi. Cái xấu của vợ em thì nhiều lắm, mà cái tật xấu thì cũng nhiều luôn. Em cứ mạnh dạn lên, em không sợ có vợ chị ở đây không. Nhưng mà sau chương trình thì không có chị với anh ở đây. Thôi bây giờ cho kể một cái tính tốt của vợ thôi. Vợ em thì rất là đảm đang với là chu toàn trong gia đình. Rồi xong rồi đó, xong rồi. Còn nếu như mà nói về cái chuyện mà xấu của vợ thì để em ngồi xích xa vợ em tí để mà sao rồi gặp cảnh sợ vợ rồi anh ơi. Em đâu sợ vợ đâu, em đâu sợ vợ đâu, không sợ vợ mà ngồi xa. Anh ơi vừa nói cái câu em đâu có sợ vợ đâu mà vừa ngồi chanh như thế này em mồ hôi rơi. Có mấy anh trong đơn vị hay nói vui anh, ví dụ như là kêu một nhóm là ai mà sợ vợ thì đứng qua bên, còn ai mà không sợ vợ thì đứng bên. Mình em đứng bên à? Bên nào? Bên không sợ vợ. Bên không sợ vợ. À. Ồ, cái anh đó mới lại hỏi em á là tại sao mà em không đứng qua bên kia. Em mới nói là tại vì vợ em nói là đừng có đứng gần đám đông. Vợ em là cũng hay có tật xấu là nói chung là nấu đồ ăn anh, nấu đồ ăn là nấu nhiều. Đảm đang quá. Ủa nấu nhiều sao mà là xấu? Ví dụ như là anh khả năng anh ăn được một tô cái tầm này thôi không? Thì vợ em sẽ nấu một tô cái tầm này. Tức là bị thừa thức ăn ra đúng không? À, rộng rãi. Đúng, rộng người rãi. Hào sảng mà. Chưa xấu. Thế đi. Thôi để vợ kể tính xấu. Không. Nghe cho lộ tính đồng bia nữa nha. Hồi nãy đưa hai đứa con về nhà anh chị rồi lấy đồng bia heo rủ cái anh quay chung á là khui ra ăn cơm người uống lâu đặng hồi dậy lên mới dám nói. Vợ có bừa bộn không? Có ăn hiếp chồng hay không? Có hay rồi la không? Còn hay la chồng hay không? Có hay cãi là chồng hay không? Vợ em thì không có cãi chồng. Nhưng mà thường thì đôi khi là hay la quát con rất là lớn tiếng, cả xóm nghe hết luôn anh. Giọng khỏe. Dạ. Tại vì hai thằng con em là nghịch lắm. Hồi xóm này là em có đưa nó vào đây, mà do nó chạy nhảy nhiều quá là hai vợ chồng là quyết định là đưa nó về nhà rồi. Thôi giờ tới vợ. Chồng em thì tính tốt nhiều mà tính xấu thiệt. Em lấy chồng em cho mẹ em nói một câu là em đút đút mới kiếm được chồng em với gia đình chồng em. Tính xấu thì nói chung không đáng kể. Có cái là nhiều khi chồng em hay bận rộn trong công việc á, rất là yêu công việc. Khi mà làm công việc gì là làm theo kiểu như đam mê luôn vậy đó. Làm nhiều khi mệt quá rồi về nhà với mình là cái như là sức kiệt luôn rồi đó. Em ở nhà nhiều khi em giữ hai đứa nhỏ, nhiều khi em cũng mệt thì em cũng trông chờ chồng em về đặng em chia sẻ. Có người mà thân em, cái chồng em về, cái chồng em mệt mà mình đang mệt mà mình gặp cái đứa mà nó mệt hơn, gặp cái đứa mà nó mệt hơn nữa mình quạo. Cái trạng thái của mình đang kiếm người để mình dựa dẫm mà cái người kia mình dựa không được cái mình quạo. Nhưng kiếm chuyện này kia vậy thôi chứ. Thật ra là chồng em cũng không có cái gì để xấu. Hơi mê ngủ, làm tổng như mệt quá cái về nhiều khi tối ngủ á, nằm xuống cái là em quay qua cái là em làm anh giật mình á, ủa em chưa nằm xuống mà, anh ngủ rồi đó. Thân có ghen không?
Dạ cũng có chứ. Ghen thì nhiều khi mình sửa soạn mình chuyên diện thì thấy mặc đồ thì ghen ghen này kia vậy thôi chứ cũng không ghen có... cho có vị thôi á. Dạ đúng rồi, ghen kiểu mà vợ sinh như này làm sao mà không ghen được đúng không em? Dạ. Chồng em cũng thuộc dạng người là không xài tiền luôn, làm tiền nhiêu đưa cho em, thẻ ngân hàng đưa hết, không có xài tiền. Trời, đáng yêu quá vợ ghen nữa. Cháu quỷ đen, cháu quỷ đen. Không có quỷ đen luôn. Không có quỷ đen anh, nên bởi vậy nhiều khi tới lễ đâu đó em cũng đòi quà, nhưng mà em nghĩ lại đòi quà thì có lãng mạn đó, nhưng mà cuối cùng cũng tiền của mình hơi uổng quá. Phải chi bà vợ nào cũng như em hết ta. Ok. Cho chị xin vía là chồng đưa tiền nào. Xin vía chồng đưa tiền của mình. À, bây giờ thân mong muốn vợ mình thay đổi điều gì để cho hoàn hảo hơn nè? Vợ nên bớt nóng tính tí. Là con là cũng vừa vừa thôi. Cái mong muốn này chị nghĩ là cũng rất đơn giản đúng không? Mình có thể thực hiện được mà đúng không? Thế còn em có mong muốn gì để cho thân thay đổi không? Thì em chỉ muốn chồng em làm việc thì vẫn làm, vẫn cống hiến hết, nhưng mà cố gắng ở đơn vị được thì về nhà cố gắng thêm chút xíu nữa cho nó vui thôi. Anh hiểu. Để cho vợ bớt nóng hơn là về nhà đừng có ngủ liền. Đúng. Có những lúc thì cũng giỏi lắm, về nhà lúc nào mà khỏe là chăm con phụ em nè, ăn cơm đồ dọn rửa chén đồ đảm đang lắm. Tới lễ á không có tiền tặng quà, nhưng mà tổng tự tòng bông hồng, cứ lễ là đem về tặng em, cắt bông hồng tự tòng đem về tặng em. Trời ơi. Còn gì nữa ta? Lãng mạn nữa chứ. Bây giờ hai người có thể thể hiện một cái tình cảm dành cho nhau. 12 vợ chồng. Thôi mình đàn ông mình thể hiện trước đi nào. Thể hiện đi em. Vâng ạ. Cảm ơn anh chị và cảm ơn chương trình, cũng như các anh chị và các đồng chí đã đến cùng tham gia chương trình. Đáng yêu quá. Cảm ơn hai bạn chào. Cảm ơn hai bạn và chúc hai bạn mãi mãi hạnh phúc. Dạ. Dạ vâng, cảm ơn anh chị. Hình như là bà xã. Bạn coi em bé. Anh Binh nhìn một cách thiệt cách thôi thì không phải, đang nhìn cái khác mà tự nhiên không phải, em đang nhìn cái khác mà chị tự nhiên chị nói chị em như em nhìn cái gì, em nói gì nghe coi. Em đang nhìn cái dương miệng. Em nói cái dương miệng này mà nếu em đổi thì sao mà dính ta. Suy nghĩ hoài đúng không, để dán keo dán sắt đúng không? Trời ơi anh cục dây kìa. Dạ. Mấy tháng rồi? Dạ em có bầu cũng được 4 tháng rưỡi ạ. 4 tháng rưỡi? Dạ. Vậy mà vẫn còn được mặc sa rê. Nói nghe nè, em bé 4 tháng rưỡi nhưng mà biết là trai gái chưa? Dạ chưa ạ. Em giơ hai bàn tay lên coi. Đóng bàn tay lại. Giơ ra. Đóng lại. Rồi, không con trai cũng là con gái. Chúc mừng hai chồng em nha. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, em giới thiệu cho mình đi. Em tên là Nguyễn Di Linh, 26 tuổi. Em kinh doanh tự do. Em tên là Trần Thị Bồng, em 26 tuổi, em làm kinh doanh ạ. Rồi, Bồng và Linh gặp nhau ở đâu? À, hai đứa em thì gặp nhau cách đây là hơn 8 năm rồi. Tụi em học chung lớp luôn. Thì lúc đó là năm nhất vào thì học quốc phòng. Lúc đó thì em thì cảm thấy bạn cũng hơi cá tính, hơi đen đen. Và ở quốc phòng thì ở nội trú á, thì bạn đó hay qua cái phòng em á để mà liên lạc với một số bạn cùng đội đánh cầu lông á. Rồi từ từ thì em cảm giác là bạn đó thích mình. Ồ vậy hả? Có nghĩa là em á thì em gặp bạn này là em như thế, cảm giác là bạn này là một bạn có cá tính. Đúng không? Chứ chưa có cảm tình gì. Còn bạn này thì sao? Anh này thì hay ảo tưởng sức mạnh lắm ạ. Cứ nói chuyện gì là cũng triết lý ông cụ non lắm. Nhưng mà em gặp em có thích liền không? Dạ không. Không thích gì mà bạn này nghĩ là bạn này đã thích bạn này rồi. Dạ ảo tưởng sức mạnh. Ảo tưởng sức mạnh. Hay gọi là đu dây điện đó. Nhưng mà rồi đi đến cầu lông chung với nhau thì đến bao lâu thì mới là thích nhau? Đâu, nhưng mà lý do nào là cứ phải đi qua rủ bạn này đánh cầu lông? Dạ. Chắc là phải có cái gì đó. Hay là thích một anh nào đó trong phòng của bạn này? Chị nói đúng rồi á. Hồi đó em thích một bạn ở trong ký túc xá. Thì em mới đi đánh cầu lông với mấy bạn đó. Thì gặp bạn này thì mình nhận ra là bạn cùng lớp thôi. Nên là rủ đánh chung cho vui, mình lịch sự mà. Và xong tự nhiên thích bạn kia, xong thích luôn rồi chuyển qua thích bạn này. Rắc rối quá. Dạ, hơn một năm sau thì mới thích bạn này. Thì em thích bạn kia mà bạn kia cũng không có thích em nên là mình thích vậy thôi. Dạ. Lúc đó bạn này đã thích bạn này chưa? Dạ rồi. Khi mà vào ký túc xá thì sau đó thì có một đợt em bị bệnh, không biết nhắn tin cho ai hết. Cái em nhắn tin thử cho bạn này, em nói là thôi qua mua thuốc, mua cháo qua cho mình ăn đi. Em nhắn chơi vậy thôi, em không nghĩ là bạn đó qua thiệt. Mà sau nửa tiếng sau bạn đó qua thiệt thì em rất là cảm động. Vì cái hành động của bạn này mà em cảm kích và bạn em thích bạn này. Hay là em thích bạn này vì một cái lý do khác? Là cảm kích chứ. Cái thứ hai là bạn này có một cái đặc điểm là hơi cá tính. Khi mà vào ký túc xá bạn nó còn đi học võ nữa. Vào ký túc xá buổi tối học võ ký túc xá. Em thì em không có học võ nhưng mà em tập thể dục á, buổi chiều ở đó. Thì sau rồi học võ xong thì hai người cũng gặp nhau. Thì hơn một năm thì mới yêu. Nhưng mà bạn này học võ gì đã? Dạ hồi đó em học vô vi nam ạ. Trai màu gì? Dạ em học mà có mấy tháng rồi xong cua được trai cái nghỉ học ạ. Cô rồi
Là yêu nhau cho tới bây giờ là 7 năm. Dạ. Nhiều chứ em ha, 7 năm dài lắm. 7 năm nhiều ha. Dài lắm thì. Ừ, à, bao nhiêu vui là... buồn hờn giận. Có trục trặc kỹ thuật gì không? Cũng có rất là nhiều vấn đề. Nhiều lúc vấn đề. Đầu yêu thì cảm thấy là nó cũng hay hay, cho nên là hai người cứ dẫn nhau đi chơi, rồi đi công viên. Hầu hết những công viên trong thành phố là đi hết luôn. Đi hết rồi. À, vô công viên rồi có lụm lá hay là ngồi nói chuyện tâm sự vậy rồi đi về. Ngồi cung cấp mối cho mũi. À, ngồi ngủ dậy ban đêm. Cả ngày cả đêm đều có. Rồi ban đêm mới ngồi tới mấy giờ? Tùy ngày anh, khi nào thích thì ngồi lâu, còn không thích có khi thì nào về. Ngồi khuya mà cái xá đóng cửa luôn, ngủ ngoài đó luôn không? Dạ không có. Đó không? Rồi có làm gì không? Ô anh nhanh nha. Làm gì không, nghĩa là ta đã nắm tay á, nắm tay á. Anh này ảnh hỏi một hồi anh mới hỏi tới cái chuyện mà tấn công sinh viên 7 năm rồi mà ra công viên làm cái gì rồi đó. Anh em cũng sức quá. Mà bây giờ người ta mới có bầu mà. Dạ. Nhiều khi ta có kỹ thuật thì sao. Nói chung là không dám làm gì đâu ạ. À. Ê nhưng mà nói nghe nè, 7 năm là cứ ở khác nhà vậy đó, chỉ gặp nhau thôi không? Lúc đầu thì em ở ký túc xá, bạn đó ở trọ. Và sau đó thì đến năm thứ 3 thì cả hai chuyển vô ký túc xá ở chung. Nhưng mà khác tầng thì... Nhưng mà nó vẫn khác tầng. Dạ đúng rồi. Sao em chuyển vô? Thấy ký túc xá nó rẻ hơn. Với lại muốn ở gần, muốn gần nàng đúng không? Để còn bồng bế bồng nữa. Dạ đúng rồi. Tại vì khi mà yêu thì lúc đầu là bạn đã ở quận 6, xong rồi bạn đã chuyển ra Thủ Đức. Rồi em vào ký túc xá thì có lúc thì phải chạy từ ký túc xá mà đi ra Thủ Đức. Nhiều khi sáng đi chiều về. Mà bây giờ em nghĩ lại, lúc đó chắc mình yêu mình bị sao sao. Sao á? Thật ra là quãng đường nó hơi rất là dài. Sao bồng? Ừ. Nhiều khi là 10 giờ rưỡi đêm mà bạn nó nhắn tin cái là em chạy từ quận 1 em chạy qua Thủ Đức. Sao đó? Hai đứa không sống lại ở chung ta? Ờ. Lúc mà em ra trường đi làm rồi á thì hai đứa mới là ở chung, nhưng mà dù bạn này vô ở chung để chia tiền nhà thôi chứ không có mục đích gì hết. Thuê chung một cái nhà nguyên căn. Rồi có sống thử luôn không? Dạ không. Trời, ở riêng mà. Có nghĩa là tụi em chỉ thử sống chung thôi chứ không có sống thử, đúng không? Thật ra thì em không có muốn ở chung, mà tại vì lúc đó là bạn này là mướn một cái nhà ở nguyên căn với gia đình với một số bạn nữa. Thì ở được 2 tháng thì các bạn của vợ á dọn ra ngoài ở. Trời thì rồi. Cái nhà nó trống, mà tiền nhà trọ thì nó nhiều. Thành ra dụ em về để mà share tiền nhà. Dạ. Chứ thường là ở chung nhà vậy là sống thử luôn đó. Tại ở em đi. Ở với nhà em. À, hiểu rồi. Nãy giờ dòng do mãi, giữ gìn được vậy là đúng rồi. Bây giờ anh đang thắc mắc cái nè. Nãy tụi em có nói là quen nhau 7 năm, đúng chưa? Hai đứa hoàn toàn trong sáng ít. Không có cái gì gọi là đi vượt quá giới hạn. Vậy thì cái đêm tân hôn vui không? Dạ, vui lắm anh. Có biết gì không mà vui không? Thì sau 3 đêm là có đây. Đây là kết quả đó. Là do tụi em muốn. Dạ không, thật ra là bây giờ là... tụi em cưới nhau là bao lâu rồi? 6 tháng. Mới 6 tháng mà bầu em bé là nhiêu? Dạ, gần 5 tháng. Một. Nhưng mà có nghĩa là do tụi em chủ động muốn có em bé hay là tụi em... Vỡ kế hoạch. Dạ, vỡ kế hoạch. À. Thật ra em cũng muốn ổn định công việc rồi... nhà ở này nọ thì mới có em bé. Ừ. Nhưng mà coi như là trời cho đi. Ừ đúng rồi. À, rồi bây giờ nè, cho anh biết đi, ví dụ cưới nhau về, bây giờ 7 năm trời quen nhau, kèm theo là cái chuyện bây giờ về chung nhà ở chung với nhau, vậy thì nó có thay đổi gì không? Vợ em thì lúc trước vợ rất là đảm đang. Ừ. Nhưng mà sau khi cưới về là vỡ mộng luôn. Sao vậy? Tại vì vợ có em bé, bắt đầu vợ thay đổi tính tình, vợ nhõng nhẽo. Ừ. Rồi ôm nghén anh. Nhưng mà hồi trước là không có nhõng nhẽo. Dạ. Nhõng nhẽo là sao? Khi mà vợ mang thai thì phải ôm nghén thì vợ hay mệt á. Cho nên là em thương vợ thì cũng chiều. Ừ. Ví dụ như là sáng thì phải đưa vợ đi làm, chiều phải rước về. Ừ. Rồi khi mà có em bé rồi rất là nhạy cảm với mùi. Đúng rồi, đúng rồi. Là vợ không rửa chén, không ăn cá tanh, rất là nhiều thứ phải kiêng cử. Ừ. Cho nên là mọi việc thì coi như là em làm hết. Ngoài ra còn bắt buộc mình phải làm cái gì nữa, phải thực hiện cái gì nữa. Cái đó thì không, tại vì vợ có bầu rồi cho nên là vợ không có nhu cầu. Tôi không hỏi cái ý đó là chưa? Rồi em có thấy em chạnh lòng không? Dạ có. Hay lúc... là yêu một người yêu mà 7 năm trời nén nhịn, xong rồi về mới được có 3 bữa dính bầu rồi nín nữa. Em hay nói là giống như bạn em á, nó lấy nhau trước em mấy tháng, sau đó nó phát tướng lắm, nó mập. Mà em hay nói là cứ vợ về chưa có hạnh phúc được bao lâu mà giờ phải nuôi vợ bầu nữa. Càng ngày càng rút ha. Dạ. Chạnh lòng có tuổi thân chút đỉnh đúng không? Ừ, thằng bé mặc cảm như tự kỷ. Em có thèm được vợ em là chăm sóc em, vuốt ve hay là nói chung là... Chứ bây giờ tự nhiên bây giờ đã không được cái này còn không được cái kia nữa. Trong đôi mắt có ngấn lệ hay gì không? em ước mơ đi. Em nói cái ước mơ của em là ngoài cái chuyện giúp đỡ rồi chuyện nó bình thường quá, em còn muốn cái gì hơn vậy nữa không? Mong cho vợ bớt nhõng nhẽo. Trời ơi, cái ước mơ mạnh quá, đơn giản và giản đơn vậy thôi đó hả? Yeah.
Rồi được không vậy? Dạ được. Thôi giờ tới em đó, cái phần kể thật xấu là bà nào cũng kể dành dách dành dách dách cho. Anh này thì hay đạn trí, hay quên, hay thức khuya nữa. Với lại hồi mà yêu thì vui lắm nhưng mà cưới về bị chán. Bạn vợ chán hay bạn chồng chán? Bị em chán. Ồ. Tại vì hồi yêu nhau thì hay đi chơi lắm, cái cưới nhau về không cho đi chơi nữa. Bà bầu đi chơi. Thì cũng ngán quá mà chơi bời. Thì cũng đi ra ngoài cho thoải mái chị, chứ đi làm về rồi về nhà rồi lại đi làm lại về nhà. Ừ. Mình cũng hơi ngột ngạt trong người á. Ừ. Thì rủ anh này đi uống cà phê chứ không có đi à. Anh không có đi. Dạ. Tại sao không muốn làm điều đó với vợ? Dạ thật ra thì khi mà còn sinh viên á thì rất là thích đi, đi nhiều lắm. Ừ. Đi bằng mọi phương tiện luôn, đi xe đạp, xe buýt, xe máy, xe đò, xe lửa, đi hết. Ừ. Đi nhiều chỗ. Đến nỗi mà khi có bầu là tụi em không biết, thì em đi Đà Lạt, chạy nhảy đủ thứ luôn, em không biết mà. Nhưng mà đi về rồi thì mới biết. Ừ. Rồi lại đi ra Hà Nội thăm quê nữa. Ừ. Đó, cho nên là lúc đó là mới biết. Thì về rồi thì em hạn chế đi lại. Là em muốn hạn chế, em giữ cái bầu cái gì? Dạ đúng rồi. Giữ sức khỏe của vợ đúng không? À, vợ có hiểu không? Điều đó không? Dạ, đi gần gần thôi chứ em không có phải là thích đi xa. Rồi còn cái gì nữa? Hơi giữ. Hơi là sao mà giữ thiệt rồi sao chẳng giữ. Đó giờ phải chửi em không? Hồi eo thì ít chửi lắm nhưng mà cứ về thì chửi nhiều hơn xíu. Rồi bây giờ anh hỏi nè, em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Vợ nhõng nhẽo lắm, giống như vợ nói là 10 giờ 11 giờ ngủ á là em phải ngủ chung. Ừ. Mới chịu ngủ. Ừ. Cái gì nữa? Rồi vợ thì hay bề bộn. Và là em mong muốn là vợ em đừng có như vậy, gọn gàng lại. Gọn gàng lên một tí nữa. Thế còn bọc bà muốn xã mình thay đổi gì? Muốn chồng em bớt thức khuya, rồi lỡ mà em có làm sai cái gì thì nó nhẹ nhẹ thôi, đừng có cằn nhằn. Vậy thôi à? Dạ. Thật ra em góp ý sau lưng thôi chứ em không có thẳng thắn, nghĩa là về nhà em mới nói. Thật bà có bầu nhưng mà bà tiền sử bà là bà có giỏ đó. Em hiểu rồi. Giỏ là giờ mài mòi đi rồi. Cái này coi như từ ngày mà quen cái là bỏ rồi, không học nữa đúng không? Dạ. Là cũng phải 7 năm rồi bây giờ. Dạ. Có bầu rồi sanh con, sao đã lục nghề luôn rồi. Cái mong muốn thay đổi theo chị Vân như thế nào? Bây giờ chị thấy vậy nè, tạm thời trong thời gian này em phải là người hy sinh thay đổi trước những cái mà vợ em mong muốn. Mà những mong muốn vợ em thì chị thấy là cũng đơn giản lắm. Dạ. Em có thể thực hiện được, ví dụ như là đi chơi đi dạo nhiều chút. Ừ. À, để cho nó thoải mái. Khi mà vợ em thoải mái trong người, vợ em vui trong người thì con em nó sẽ khỏe mạnh. Đó. Khỏe mạnh về mặt tinh thần cũng có, thể chất cũng có. Dạ. Là tốt cho cả hai mẹ con đó. Cái thứ hai nữa là cái chuyện mà em ngủ sớm. Thực ra là nếu mà em quá nhiều công việc thì em cũng, trước khi cái giấc ngủ của vợ và con mình á, cái chuyện ôm vợ và ôm con đó là một cái nhu cầu hết sức là chính đáng của vợ. Chị nói thiệt nha. Chúc cho em bé khỏe mạnh ha. Rồi chúc cho gia đình hạnh phúc và ngày càng càng gắn kết yêu thương nhiều hơn. Dạ, cảm ơn. Dạ, rồi em cảm ơn chị. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân, chú Quốc Thuận và các quý khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Ừ. Con xin tự giới thiệu, con tên là Phùng Văn Sô, năm nay 32 tuổi, đến từ tỉnh Đồng Nai. Và đây là vợ của con. Rồi. Sô năm nay nhiêu tuổi? Dạ, 32 ạ. Con đang làm gì? Dạ, con làm kinh doanh về bất động sản. Ừ. Dạ. 32 tuổi mà nhìn giống như cỡ 27 vậy đó. Với lại á, nhìn thấy thằng Sô nó lai lai á chị. Có khi nào có là... một nét ấn ha, ấn ấn á. Em thấy nó giống người Nga á chứ. Không, Ấn Độ. Đâu đâu, nhà ba mẹ có lai không? Dạ không, ba mẹ con là người thuần Việt. Ừ, nhưng mà Việt. Chắc hồi xưa là bố mẹ ấn nhiều quá nên giờ nó lai ấn một tí xíu. Ấn nhiều quá là ấn vậy được không? Ôi sao con họ Huỳnh hả? Dạ con họ Phùng ạ. Phùng Văn Sô. Dạ. Phải chú liên tưởng tới Liên Xô không ạ? Dạ. Rồi. Rồi mời con. Dạ con xin chào cô Hồng Vân, con xin chào chú Quốc Thuận và tất cả quý vị khán giả đang xem đài. Con tên là Trung Thị Minh, 33 tuổi, con ở Biên Hòa Đồng Nai. Dạ. Con đang làm gì? Dạ con là buôn bán. À. Dạ. Buôn bán, còn anh là về bất động sản. Dạ. Đúng không? Còn con là buôn bán cái gì nè? Dạ con buôn bán đồ ăn vặt á. Đồ ăn vặt. À, online. Dạ. Hay là trực tiếp? Dạ, ở nhà? Trực tiếp luôn ở nhà. Ở nhà. Dạ. Bán vậy các loại như thế nào? Con quảng cáo đi. Dạ con bán bánh tráng nướng. Bánh tráng nướng. Có. Dạ. Gì nữa? Trời ơi. Dạ, không mà bánh tráng nướng không. Trời lạnh lạnh rồi chị. Gió lạnh lạnh vậy tự nhiên nói chi mà trời ơi. Dạ xỉu luôn á. Dạ. Nói nghe này, rồi hai chồng lấy nhau bao lâu rồi? Dạ tụi con cưới nhau từ tháng 5 năm 2021. Ừ. Dạ. Bữa nay là cũng là năm mấy rồi. Dạ, năm mấy. Gần 2 năm. Dạ, gần 2 năm. Rồi có em bé chưa? Dạ tụi con. Dạ. Có một bé năm nay được 13 tháng rồi. 13 tháng. Dạ. Cưới nhau được một năm mấy, có em bé được 13 tháng. Dạ, dạ. Vậy là cưới xong cái là dính bầu liền. Dạ giờ con bầu 5 tháng nữa. Oh, là bé rưỡi. Trời ơi nãy giờ thấy lúp lúp cái bụng rầu mà không dám hỏi. Đúng rồi, chị. Sợ hỏi mà không đúng cái nó kỳ. Ừ, dạ. Chị cũng vậy đó. Ừ. Như vậy là bé đầu là bé. Dạ bé gái. Bé gái. Bé gái. Dạ. Còn bé này là biết bé trai bé gái chưa? Dạ thì hiện tại là bé gái. À bé. Dạ. Gái luôn. Dạ. Là hai gái. Dạ. Rồi thôi chúc mừng. Dạ. Dạ.
Nhưng mà nó nghe nào bây giờ quay lại thời gian trước đi. Dạ. À, hai đứa coi như là lần đầu tiên là gặp nhau ở đâu, rồi có ấn tượng gì về nhau không? Dạ, lần đầu tiên tụi con gặp rồi quen biết qua mạng á chú cô. Dạ, là qua một cái app luôn. Cái app hẹn hò. Dạ, nhưng mà con thì chơi cái app đó thì đâu có nghĩ là sẽ quen và lấy chồng đâu. Cái lúc đó là con chỉ là tìm hiểu hiếu kỳ thôi, nên là con mới lên chơi vậy á, chứ con không có nghĩ. Và con vô cái mục á thấy ông này thích con. Cái con nhìn trong hình trời ơi sao già chát không biết. Mà nhìn già chát ha, tại vì không có ăn ảnh đó cô. Dạ. Thấy già chát à, xong cái bắt đầu cái con thấy nghĩ là chắc lớn tuổi hơn mình mà thôi. Cái kết bạn đại à, nói chuyện thấy là vui vẻ, nói chuyện thấy cũng được á. Nhưng mà xô sao lại là thích ngoài thích bạn này ra thì còn thích mấy cô nào ở trên app? Dạ không? Trên app á, thực sự ra thì mình lên app mình cũng dùng cái từ của app là match á. Tức là bấm nút thích rất là nhiều. Nhưng mà người ta thích lại mình thì không có phải là ai cũng thích lại mình. Mà thời điểm đó thì cũng không có dự định là sẽ lấy vợ gì hết á. Tại vì cũng cứ bấm thích vậy thôi. Sau đó thì hai người có trò chuyện qua lại. Nhưng mà thời điểm đó thì có một khoảng thời gian khoảng chừng một vài tuần, con quyết định là ngưng, không có tiếp tục nói chuyện với cô này, với vợ con nữa. Và nói chung là xóa app luôn. Sao vậy? Tại vì lúc đó không tự nhiên không muốn tiếp tục đi theo những cái app nữa. Tại vì suy nghĩ là app nó không có thật. Thế nó ảo quá đúng không con? Sau đó thì có những lúc buồn cái tự nhiên lại vào. Vào rồi lại kết bạn lại, rồi lấy cái số điện thoại của vợ, rồi kết bạn Zalo. Sau đó thì hai người nhắn tin qua lại qua Zalo. Thì cái lúc mà ảnh thoát app á, con có suy nghĩ, con có nghĩ rằng là ông này chắc có mối nào ngoài ngon lành hơn? Không, con không nghĩ mối nào, tại con đâu có định quen đâu. Tại vì con nghĩ là quen hoài còn chưa chắc ăn nữa, huống chi quen qua app. Nên mà cái lúc mà tự nhiên ảnh biến mất vậy thì lúc đó con nghĩ cái gì trong con nghĩ là ủa sao mình nói chuyện mà cũng đâu có làm gì phật lòng người ta đâu, sao tự nhiên quỷ kết bạn mình, cái con cũng khó hiểu, cái con cũng thấy tiếc tiếc á, nhưng mà tại thấy nói chuyện vui á, cái con cũng thấy tiếc tiếc, nhưng mà con nghĩ ôi giờ người ta không muốn kết bạn mình thì thôi chứ biết sao giờ. Cái thôi chịu thôi cô. Cái xong cái thời gian sau này con thấy kết bạn Zalo mà đổi hình đại diện đó cô, cái con thấy lạ quá, con đâu nhận ra đâu. Cái nhắn tin hỏi thăm con, cái con không có trả lời lại, tại con không thấy quen biết á, nên con phải trả lời lại kết bạn thì kết bạn vậy thôi à. Cái sau này tự nhiên đổi hình nền, kiểu như con nghĩ cũng cái duyên đó cô. Cái đổi hình nền cái con thấy thì ra là ông nội này, cái xong cái con mới nhắn tin lại sao tự nhiên ông quỷ kết bạn với tôi. Tại vì lúc đầu á quen á là con tưởng đâu lớn tuổi hơn con, cái xong nói sinh năm 90, cái xin chị em đâu chịu đâu cô. Cái thế là xin ông với tôi luôn. Tại vì con lớn ông tuổi. Dạ con lớn đúng không tuổi. Dạ. Sau khi kết bạn Zalo thì bao lâu tụi con gặp nhau ngoài đời? Dạ chắc khoảng tuần. Tuần hơn tuần gì đó. Là hai đứa cũng nói chuyện liên tục. Thời gian đó vợ con đang làm công ty. Thì hay đi K2, K3 rồi xong rồi buổi tối làm K3 rảnh. Mà lúc đó con còn đang làm ban ngày thì làm, xong ban đêm cũng làm nữa. Nên cũng rảnh để đỡ buồn ngủ thì gọi video nói chuyện qua lại vậy đó. Cái xong rồi thấy cũng hợp ý nhau. Cái lúc đó thời gian đó con làm ở dưới Long An đó. Thì sau đó thì hẹn nhau là gặp nhau ở Biên Hòa. Rồi cũng chạy về Biên Hòa gặp nhau. Thì cái ngày gặp đầu tiên á, tại vì thời gian đầu quen nhau qua app nên cũng sợ, tại thấy báo chí đều viết là những cái vụ quen nhau qua app cũng sợ. Cái có dẫn theo một đứa cháu theo, cháu trai theo để gặp cô này. Thì bữa đi hai người đi ăn bò bít tết, hẹn hò nhau đi ăn mà còn dẫn theo một cái con kỳ đà nữa. Cái xong rồi bữa đó gặp thì nói chung là cái ấn tượng đầu tiên của con về vợ con là nhìn cũng dễ thương. Lùn xíu thôi nhưng mà khúc nào ra khúc đó. Có quay lại nói với thằng nhóc cháu chứ ê mày, tao thấy chị này được nè, nhìn cái tướng này chắc mốt đẻ sai lắm nè. Như là chính vì cái điều đó như là càng cái này là mãi sau này khi vợ con hỏi lại anh bữa đầu gặp em rồi anh nghĩ gì, cái nói thì anh nghĩ em đẻ sai rồi thôi. Sai trái. Dạ. Là nhưng mà cô hỏi con nè, ảnh á thì ảnh ngại anh dắt theo đệ tử. Còn con cái điều gì làm con tin tưởng ảnh mà con đi mình nên? Dạ tại vì về địa bàn của con mà cô. Con đó là địa bàn mà. Đó. Không sợ vậy. Dạ. Có ấn tượng lần đầu tiên gặp ảnh ngoài đời thì sao? Dạ con thấy ngạc nhiên luôn. Tại vì thấy trẻ quá, trẻ hơn con nhiều luôn. Mà thấy đẹp trai nữa, cái mồi này thôi chết rồi. Tại như là chết chứ chị. Dạ. Cái lúc đó con cũng khớp lắm, tại vì con nhìn thấy bề ngoài chững chạc phong độ mà đẹp trai quá. Mà bình thường thì con gặp những bạn khác kiểu như là trong công ty á, có mấy bạn nam đồ hoặc là những người lớn hơn con á, thì con nói chuyện bình thường lắm, không có rung, không có gì hết á. Tự nhiên gặp ổng cái xong cái con hay rung mà lúc đó con nói nhiều lắm.
rung mà nói chuyện mà tai cứ lạnh ngắt vậy đó. Thường người ta rung người ta ú ớ, người ta ít nói, còn em rung là nói nhiều. Nhưng mà nói tóm lại là hai đứa gặp nhau đều cảm mến nhau, đều đúng thích rồi. Nhau đều có ấn tượng tốt. Đúng bên rồi. Này là như là sai trái. Đúng rồi. Còn bên kia là đẹp trai phong quá. Độ đúng. Có nghĩa là ngay cái hôm đầu tiên là con xác định là đến với nhau rồi đó, đúng dạ, rồi. Dạ con thích nhưng mà con nghĩ là chắc cái anh này không có thích con đâu. Tại vì tại sao? Tại vì tính con hay tự ti á. Tại vì con nghĩ ôi mình chỉ làm công nhân thôi, người ta làm văn phòng dễ gì người ta chịu mình. Với lại con xấu nữa nên là nghĩ là chắc người ta không chịu đâu. Tại nghĩ chắc bạn bè thôi à. Nhưng mà sau đó về nhà thì là ảnh là người chủ động nhắn tin và gọi cho con đúng không? Dạ đúng rồi. Sau đó là hai đứa nói chung là con khoan đã, con vui không? Và con có thấy rằng là con không nên tự ti với cái mối quan hệ này không? Dạ con vui chứ. Tại vì hả, nghĩ mình tệ vậy mà lại có người vậy mà thích mình, chịu mình. Gặp mình nữa. Lần trong bỏ luôn, không bỏ chạy luôn chứ dễ dạ. gì đúng không? Dạ. Con nghĩ trong đầu dễ gì? Đúng không? Dạ. Rồi xong rồi, nhưng mà rồi con thì sao? Đó, sau khi con về. Đối với con thì cái vẻ bề ngoài á, cứ mà về khuôn mặt á thì nó cũng không nhất thiết phải quá đẹp. Mà lúc gặp vợ thì thời điểm đó thì thấy là vợ cũng xinh chứ không phải là đúng rồi quá xấu. Dạ. Tại tự vợ con tự ti thôi. Dạ. Cái thời điểm đó không có giống như bây giờ đâu cô. Lúc đó ốm có 50 mấy ký à. Nhưng mà khúc nào ra dạ. khúc đó. Đẹp đúng không? Mà nói chung là đẹp mà tức là hợp nhãn, nói chung là hợp nhãn đó. Dạ. Đúng rồi. Thứ hai là cái cảm giác khi nói chuyện cảm thấy rất là hợp. Hai đứa nói chuyện với nhau là giống như là hết pin điện thoại thì thôi á. Là lúc nào cũng video call cho nhau. Cái chiều hôm trước thì gặp nhau, xong rồi bữa sau con từ tại về quê xong là sẵn ghé thăm luôn. Về trên nhà thì gọi điện liên tục rồi đó. Cái bố mẹ cũng hỏi ủa nay mày có bồ hay sao mà thấy mày gọi điện liên tục. Cái cũng không nói gì, cũng cứ tụm tỉm vô trong phòng rồi cầm điện thoại gọi hoài. Cái xong rồi chiều bữa đó mới hai đứa mới gọi cho nhau hỏi chứ em ơi chiều mai anh chiều tờ, ngày mai anh xuống á thì gặp nhau nha. Cái xong rồi vợ mới lúc đó mới nói chiều nay em bận rồi mẹ không cho vô nhà, mẹ không cho đi. Cái xong thì không. Dạ tại vì trời mưa với lại đó giờ con có đâu có dắt bạn về nhà đâu. Cái ai cũng nói sao lớn tuổi mà không chịu lấy chồng, cái con cười cười vậy thôi. Tại mà con cũng này, nghĩ con đâu có lấy chồng đâu. Nhưng mà lần này là có mối mà mối ngon nữa. Cái xong rồi cái xong lúc đó con mới nói giỡn là vậy không mẹ không cho ra ngoài thì thôi giờ anh vô nhà luôn được không? Cái nói tự nhiên nó đột xuất vậy. Cái xong vợ kêu thiệt hả? Cái rồi cái xong rồi cái vô luôn mới gặp mẹ. Dạ gặp phụ huynh luôn, đó là gặp phụ huynh luôn. Gặp mẹ sao? Dạ thì gặp thì mẹ có mời cơm, rồi ăn cơm với cả nhà, rồi ngồi ăn cơm xong thì con cũng về, thì lúc đó cũng coi như bạn bè bình thường, chưa có gì hết á. Nhưng mà lúc con về rồi mẹ cũng mừng vui lắm á, tại vì nhiều người có hỏi là tại vì lớn rồi mà sao không thấy có gia đình á. Dạ cái xong cái lúc đó là đi cà ba mà nghe ông này vô thì lạc đặt dọn dẹp nhà cửa. Cái mẹ nói tao đi cà ba thấy mày đi cà ba mà dọn dẹp nhà cửa là tao nghi rồi. Xong cái mẹ cũng mừng cũng vui, mẹ cứ cười tủm tỉm vậy á. Rồi tiếp tục chuyện tình. Cái chuyện ấn định cái việc tiến tới của hai vợ chồng con là nó có hai việc. Việc đầu tiên là cái chuyến đi sau khi gặp bữa đó về là hai đứa vẫn cứ nói chuyện qua lại rất là nhiều. Sau đó có một cái chuyến đi Bảo Lộc từ thiện đi ở chùa là công ty con tổ chức, thì con mới rủ cô này đi. Thì cô này nói là hả em đi để em về xin nghỉ là thứ nhất, thứ hai là xin mẹ không cho đi qua đêm đâu. Cái với lại bây giờ em cũng không có tiền để đi. Cái con mới lúc đó giống như kiểu sung lên rồi. Nói thôi anh lên anh xin ba mẹ cho. Anh lên tận nơi anh xin phụ huynh cho đàng hoàng tử tế chứ không phải để em xin. Rồi chi phí đi anh lo hết. Với lại nhắn thêm với cô này một câu là đợt này anh đi anh mời bố theo nữa. Nếu mà bố ưng á là xong phim em luôn á. Ủa là bố mời bố con hay là bố? Dạ, bố của con. Dạ. Hai bố con đi cùng. Đó. Dạ. Cái xong rồi là chuyến nó đi. Đi thì nói chung là đi bữa đó chuyến đi cũng rất là vui, đặc biệt là ý nghĩa hai đứa có thể tham gia cái chương trình cái chuyến từ thiện đó. Thì có cảm nhận về nhau về cái nhìn nhận về cái tính cách cũng như là cách ứng xử với cộng đồng á. Như bố thì sao, bố có ưng? Dạ bố thì cũng rất là vui, tại vì bố con thì cái tính cũng vui vẻ cũng cởi mở và mong muốn có một người con dâu là cái tính tình lúc nào cũng thoải mái, hay nói chung là cái tính người Bắc gọi là đon đả đó. Bố chịu. Dạ bố ưng. Thì bố thì cũng ưng, bố cũng vui vẻ, bố không có gì hết. Nhưng mà đó là cái chuyến đi xa lần đầu tiên của hai đứa. Dạ. Nhưng mà kẹt cái là có phụ huynh đi theo. Dạ nhưng thực sự ra là bữa đó cũng đi vô chùa không à. Cũng không, chủ yếu cái mục đích đi của chuyến đó là để làm từ thiện. Và hai đứa nhìn nhận về cái tính cách cũng như là cái nhận diện ra nhau. Dạ. Rồi coi lần sau có chuyến đi nào đi riêng không mà của hai đứa?
Dạ. Rồi cái nụ em hôn đầu tiên đó, cái nụ hôn đầu đi. Tiên nó xuất hiện là trong cái chuyến nào? Dạ, dạ chuyến đó luôn ạ. Là cái chuyến đi từ thiện đó đúng không? Dạ. Là lén lén đợi bố ngủ xong rồi lén lén hôn. Dạ, không, dạ, không. Ở đó trong chùa không dám làm gì hết. Tức là trong chùa thì hai đứa vẫn nói chung là như hai người bạn bình thường. Không, có thể là lén lén sau, đi thoát sau khỏi đó, chùa. Dạ, sau đó khi đi về rồi á, khi đi về thì con mới chở cô này từ từ chỗ gửi xe về về nhà. Sau khi về thì nó mà rước rồi trả về đúng nơi đó ban đầu xong rồi đưa về nhà. Rồi lúc mà cô này ra tiễn thì hai đứa mới chọn cái gốc cây đầu đường bắt đầu cướp răng nhau. Tại sao cái nụ hôn đầu tiên của cuộc đời con đúng không? Dạ con hồi hộp, tim đập nhanh. Dạ lạnh người. Trời ơi, mới hung mà con giống như con bị tụt huyết áp vậy đó. Thì cái lần đầu chuyện ấy thì lúc ấy con có xỉu không? Dạ không, con mới xỉu. Tại vì con quen, cứ hung lần đầu là con dậy chứ mà bắt nhịp vô cái con quen liền. Quen liền, đúng. Rồi bây giờ nè, sau đó dạ. Rồi có cái chuyến đi xa nào rồi mấy đứa coi như là vượt quá giới hạn không? Dạ sau đó thì không đi xa nhưng ở gần cũng vượt quá giới hạn luôn. Ở gần cũng vượt luôn. Đâu kể cho nghe coi cái chuyến đằng sau. Cái chuyến đầu tiên vượt quá giới hạn của vợ chồng con là bữa đó là lúc con vẫn còn dưới Long An đang làm dưới đó. Thì ở dưới đó thì buồn buồn nó rủ vợ xuống chơi. Thì lúc đó hai đứa thì chưa đi quá giới hạn lần nào. Bữa đó thì hai đứa đi club trong lúc nó không gọi lúc nhưng nó giống một quán cà phê nhưng mà mở nhạc DJ vậy đó. Sau đó thì vợ con mới thấy cái bàn bên người ta uống cái trong bâu mà cái loại chai trong bâu úp ngược á. Cái vợ con mới hiếu kỳ hỏi anh ơi cái đó uống có được không, cái con mới nói được sao không thử đi anh uống vài. À bữa đó kêu bữa nay chắc vợ uống này chắc xỉn quá, cái mừng mừng trong bụng rồi. Cái xong rồi cô này mới uống hết một chai, con cũng uống một chai. Sau đó thì về cái cô này mới nó về tới phòng. Mấy lần trước thì bình thường rồi này, cái tự nhiên kêu anh em nóng quá. Cái rồi nóng quá rồi bữa đó không mặc đồ luôn. Cái rồi làm, nhưng mà cuối cùng về con mới biết là không phải là cô này bị xỉn. Say nhưng mà là say tình. Đó. Đó. Đúng không? Chú một chai bia úp ngược thì làm gì xỉn đúng không? Đó. Rồi sao rồi đó? Hôm đó có bị lỡ kế hoạch không? Dạ không, bữa đó chưa bị lỡ cái mặt. Cái đó là về vợ con có nói với con một câu là em nói cho anh biết, tức là sau này cứ mới nói, em nói cho anh biết hồi đó anh đừng tưởng anh là gà nha, thực ra anh chỉ là thóc thôi. Tôi mới là gà nè. Em muốn nuốt hồi nào nuốt. Cái xong lúc đó con chỉ trả lời một câu thôi, phận trai mình hai bế nước biết làm sao bây giờ. Trao cho em luôn đó. Thôi bao lâu thì bà mai đứa mới đám cưới, kể từ buổi tối đi mấy. Dạ cuối 30 tháng 4. Dạ thì sau bữa đó thì có một lần quyết định nữa là gia đình con mà có một cái đám cưới thì con mới quyết định là mời qua nhà để xin phép ba mẹ với gia đình bên vợ là mời cô này đi chung đến đám cưới của một đứa em họ. Thì tới đó thì con cũng mạnh dạn giới thiệu với tất cả mọi người là đây là bạn gái của con để giới thiệu đàng hoàng với bên gia đình của mình để mọi người cùng biết. Nói chung là công khai để mọi người được biết. Thì sau đó về thì hai đứa gia đình ân huyền đúng không? Dạ hai đứa tính toán đến chuyện quen nhau và tính cái chuyện cưới nhau. Dạ rồi có kế hoạch là sẽ để sang năm rồi cưới. Nhưng mà cuối cùng vỡ kế hoạch. Dạ không, kế hoạch thì vẫn theo kế hoạch. Còn cái chuyện có em bé thì nó cũng là theo kế hoạch luôn. Dạ tức là đã xác định cưới vào cái dịp đó, sau đó thì hai chồng nói là quyết định thả để thì cũng xác định là cũng tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Thì thả để dính thì được, không dính thì từ từ cũng phải thả thôi. Nên là đã xác định ngày cưới rồi và đi đăng ký kết hôn xong xuôi rồi. Và thả luôn. Dạ thả luôn. Như vậy thả là luôn. Sau ngày cưới là như là mới có bầu hay là trước ngày cưới luôn. Trước ngày cưới là. Nhưng mà tại vì xác định luôn là thả luôn. Tại vì tuổi lớn rồi cho nên là cứ việc thả có cũng được mà không có là tính tiếp. Đó ý là vậy. Nhưng mà là khi mà phát hiện có bầu thì là hai vợ chồng vui không? Dạ vui, vui chứ. Đã xác định rồi đúng không? Vui chứ, bởi vì nghĩ là mình lớn tuổi rồi. Mình cần phải nghĩa là bây giờ cứ thả thoải mái đúng không? Dạ đúng rồi. Bởi vì cũng suôn sẻ quá. Như là có cái lý do nào nữa không? Ngoài tuổi tác. Dạ, tại vì mẹ con thì kiểu như là cũng ngại về mấy cái chuyện mà bầu trước cưới á. Dạ, nên là khi mà con có bầu á, cái con cũng nói với mẹ. Cái mẹ nói là sao không để tới ngày cưới rồi hả ấy. Dạ cái con mới nói là kiểu như tuổi con cũng lớn rồi á, với lại mà mình có bầu với chồng mình chứ đâu phải có người khác đâu mẹ lo.
cái mẹ cũng xui xui theo. Chứ mẹ con cũng cũng lo là sợ là bầu trước rồi sợ bên đàn trai kiểu như là không không cho đi vô bằng cửa chính á. Dạ, kiểu vậy. Có nghĩa là tụi con, cái tình yêu của tụi con nó suôn sẻ từ những cái ngày đầu cho đến lúc cưới luôn. Dạ. Có gây lộn, có kiểu như có lúc nào mà giận hờn mà đòi chia tay chia chân gì không? Dạ có giận hờn nhưng mà chia tay thì chắc là không có. Nhưng mà giận hờn thì chỉ nói cái kiểu câu như mà được thì được, không được thì thôi, chứ không có nói là chia tay đi hay gì hết. Thì có lần đó là bữa đó là mùng 3 Tết thì hai chồng có gặp nhau, xong rồi tới mùng 4 là có giận nhau. Sau khi giận nhau thì cũng vì những lý do đơn giản thôi, là tại vì không hiểu nhau thôi, những cái thói quen sống rất là nhỏ rồi. Sau đó hai chồng giận nhau, cái xong rồi chừng khoảng được chưa đầy ngày thì làm hòa. Cái vợ con mới nói là chia cái đợt này em tưởng là chia tay rồi, sao em lo ghê, không biết là lỡ mà sau này có chuyện lớn hơn thì sao. Cái lúc đó con mới nói là đằng nào cũng vậy thì thôi, giờ mình anh cũng sợ là hai đứa mình xa nhau lắm. Thôi giờ tính toán là chuyện tới khoảng 2-3 tuần đó mình cũng đi bỏ rượu rồi. Thì thôi mình thả luôn, là vì cái lý do đó nên hai vợ chồng mới tính cái chuyện là thả có con luôn. Thả con luôn. Dạ. Rồi. Đó là một cái dấu mốc là hai vợ chồng suy nghĩ là để gắn kết hơn. Là biết trước luôn đó. Dạ. Là biết trước hết luôn. Dạ, nhưng mà có nhớ được cái thời điểm nào mà coi như là mình dính luôn không? Dạ có. Sau này con mới điều tra ra là cái thời điểm nào dính. Đó. Nhưng mà cái thời điểm bữa đó là hai vợ chồng đi chọn nhẫn cưới. Dạ con đi chọn nhẫn cưới xong rồi. Hồi đó lén mẹ chứ đâu có cưới đâu, đi nhà nghỉ là lén mẹ không á. Có đi thử nhẫn cưới về cái buổi trưa chắc 11 giờ mấy á. Cái nắng quá, cái nói vợ chứ em ơi nắng quá đi chỗ nào mình làm tí đi. cái câu chuyện là tới bây giờ con nhớ còn mắc cười là hai chồng đi vô trong nhà nghỉ đó. Cái sợ là quá giờ về mẹ biết mẹ la. Cái nói vợ chứ mình đi một tiếng thôi nha em, đúng một tiếng thôi nha. Cái xong con nhớ là chui vô nhà nghỉ trong cái hẻm, trong tút trong sâu á. Bà chủ bà nói 1 tiếng 60 nha con. Cái nhà nghỉ nó nhỏ, nhà cấp 4 nhỏ xíu à. Cái xong rồi chui trong nó, cái xong trả tiền trước luôn. Bà lấy tiền trước luôn, kêu con ở 1 tiếng thôi cô ơi. Cái xong hai chồng mần xong xuôi hết rồi, mệt quá nằm ngủ. Trời ơi, đang ngủ quá trời ngủ, tự nhiên cái mê man cái bà đập cửa đúng. Ê, hết giờ. Lần đầu tiên trong đời mà thấy đi nhà nghỉ mà bị ta đuổi ra vì hết giờ. Ai biết trả tiền trước thì không? Trả tiền trước đúng rồi. Phải đi về thôi để ta còn tiếp khách khác rồi, đúng không? Đúng giờ là lên đường đó. Cái xong rồi sau này khi mà về con rà lại con tính toán lại. Dạ mình biết là cái thời điểm đó là có bầu, cái con mới nói vợ con là rồi đúng rồi. Bữa đó chắc bà chủ bà đập cửa quá, vợ sợ quá và rụng trứng cái đẻ luôn. Dễ thương. Lý do chính đáng. Lý do chính đáng một. Mất hồn rụng trứng rớt bẹp. Rồi. Trời chồng này vui quá. Thôi bây giờ vô cái chuyện mà bây giờ tới cái vụ này nè, cái này mới đúng là cái phần mát. Dạ. Mà chắc có lẽ là chắc con khoái lắm đó. Cái phần mà khui cái tật xấu của bạn ấy đó, đúng không? Đúng không? Con coi chương trình này nhiều mà. Dạ đúng không? Con thích chương trình này. Dạ. Con thích chỗ này không? Dạ. Con thích cái đoạn này không? Dạ thích. Đó. Bây giờ con khui trước đi. Nhường con nói trước đó. Chồng con là chỉ có đói bụng á thì quạo thôi, quạo nhìn mặt đói bụng. Nghiêm lắm. Dạ. Xấu đói. Dạ, xấu đói, tính xấu. Ảnh cũng biết ảnh tính là cái nó xấu đói á, nhưng mà thì con cố gắng không làm cho anh đói là anh không quạo. Như ví dụ như bây giờ con đang quay này là con đói hay là con chưa đói? Dạ vợ con biết con đói, nãy vợ con có quốc cho hộp cơm mà. Ờ. Chồng giờ nó lên, bây giờ mới vui đó chị. Mới vui đó. Chứ không mà cái giờ này. Nó vui quá trời. Bây giờ con bạo lắm á. Con nổi rồi. Rồi xấu tính đói nè. Hỏi gì nữa? Dạ với lại kiểu là gấp tính ảnh thẳng thắn á, ảnh gấp ý thẳng quá. Là ví dụ như là về nhà mẹ con chơi, cái con mà làm chậm gì kiểu như là con hay quên gì cái ảnh nhắc là ảnh có mặt mẹ đó, ảnh nhắc luôn. Là anh không hài lòng gì thì anh nhắc luôn có mặt mẹ đó. Cái con mới nói với ảnh là có gì thì về hai chồng nói nhau, tính con không thích là gây lộn hay là cho người khác biết gì hết á. Là kiểu như vợ chồng về không thích gì, không được gì á thì nói nhau biết hiểu nhau, chứ không có trước mặt người khác mà góp vậy. Dạ, con không thích cái đó thôi. Dạ. Có nghĩa là nói trước mặt mẹ. Dạ, về nói những cái tính của vợ trước mặt người khác. Dạ. Nói chung là như vậy. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi gì nè. Dạ vậy thôi à. Có đào hoa không? Dạ đào hoa. Dạ đào hoa. Có ghẹo gái không?
Dạ cũng có ghẹo nhưng mà mấy cái đó con không có ấy. Không sao đúng không? Dạ. Mà có bao giờ mà ghẹo gái trước mặt vợ không? Dạ có hồi trong mùa dịch á, cái ảnh cũng lên trên mạng á, kết bạn với mấy bé kia kìa. Cái xong cái mấy bé kia gọi lại, ảnh đang nằm với con, cái ảnh cũng kể cho con nghe. Ảnh cũng nói cái bé đã gọi tới, ảnh cũng bắt máy có mặt con đó luôn. Cái xong cái bé nó gọi bé, gọi máy ảnh, cái ảnh nói alo, cái bé nói anh đang làm gì vậy? Cái ảnh nói là anh đang nằm. Cái bé hỏi nằm với ai? Cái nó nằm với vợ. Cái nhỏ nó ách đù. Xong tắt máy luôn, con chưa kịp nói gì. Hai vợ chồng cứ cười vậy. Nghĩa hả? Dạ, nói chung là cái đó thì không phải là cái gì gọi lén lút mà gọi là vui thì thôi. Hai chồng thì cũng sàm sàm vậy chứ không tánh con hai sàm. Ông ghẹo người ta nhiều khi trúng với những đứa bé nó mới lớn. Dạ. Ghẹo vậy rồi tội nghiệp nó tổn thương. Hồi đó thôi chứ tới bây giờ thì sau khi mà vợ bầu đứa thứ hai rồi thì vợ cũng hay nhạy cảm á. Nên là con cũng không có bao giờ đùa giỡn kiểu đó. Thôi bỏ đi, dạ. Bỏ đi, không vui. Nó cũng không có gì là hay ho nên không. Dạ. Hay. Dạ. Đúng rồi, hay á. Dạ. Rồi vậy là con mong chồng con thay đổi những điều gì trong những điều con mới kể? Dạ, chỉ cần ảnh là kiểu như góp ý con thì góp riêng cho mình con thôi. Dạ. Còn đói thì con khắc phục được, đừng để ảnh đói là ảnh sẽ không bỏ. Đó, khắc phục được. Dạ. Hay. Rồi bây giờ tới con đó, Sô. Dạ. Con thì vợ con chỉ có tật duy nhất là mà con cảm thấy là con hay khó chịu thôi, là chậm chạp và ngủ bất chấp. Tức là vợ con có thể ngủ bất chấp hoàn cảnh, bất chấp thời tiết, bất chấp ở lúc đâu nào buông ra cái ngủ. Dạ, buông ra là cái ngủ được ngay. Và ngủ rất là mê ngủ luôn. Ngủ nhiều khi mà tự làm chày mình luôn cũng không biết nữa. Tức là ngủ rất mê ngủ luôn. Vợ con thì có cái tật đó là, tức là con đi đâu xa thì hay nhắn với con là anh đi tới nơi nhớ nhắn về cho em nha, hoặc gọi cho em nha để em đỡ lo. Cái xong rồi con đi tới nơi rồi con nhắn lại cái em ơi anh tới rồi. Cái xong rồi vợ ngủ mất tiêu, sáng mới dậy đọc tin nhắn. Nhiều lúc con lúc thời gian lúc đầu á con phải suy nghĩ trong đầu thôi, rồi cô này đâu có yêu mình đâu, nói lo cho mình để đỡ lo mà ngủ tới sáng, cái đâu có lo, đâu có suy nghĩ gì đâu. Anh hay nghĩ vậy hả cô? Kiểu như là anh nghĩ là lúc đầu mới quen nhau giận hờn linh tinh là mấy cái chuyện đó, anh cứ nghĩ là con không yêu ảnh, là không quan tâm á. Dạ. Nhưng mà tại vì con thời gian con làm ca kíp nên là con phải cần ngủ á. Ngủ để vô việc làm để nó tỉnh táo. Mà con nói là yêu thương là hành động, với lại do ảnh cảm nhận là ảnh biết, chứ đâu phải là đã thức rồi nhắn tin ảnh mới biết là con thương ảnh đâu. Bởi nghĩ vậy nghĩ quan cho con. Tại vợ con này tính vô tư quá. Vô tư đó. Vô tư và không có cầu kỳ trong cái vấn đề mà giống như là phải như này phải như kia để cho lãng mạn á. Vợ con thì không như vậy, nhưng mà con thì có một chút gọi là phải quan tâm kỹ một chút và hơi cầu kỳ, hơi lãng mạn một chút. Thì cái yêu cầu suy nghĩ nó hơi kỹ một xíu chứ không có sơ sài được. Ví dụ như con đi tới nơi thì con luôn luôn là em ơi anh tới rồi, hay là giờ này anh làm cái gì đó, hay gọi video vào cho vợ để nói cho vợ biết là mình đang làm cái gì, đang ở đâu, hay là đi đâu tới trễ quá không về thì sẽ nói với vợ trước để đừng chờ cơm, hay là nếu mà trễ qua cái giờ đó sẽ gọi lại cho vợ. Ví dụ như hẹn là 10 giờ anh về mà 10 giờ chưa về được thì sẽ nhắn lại cho vợ. Thấy con mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Thực sự ra thì cái trước đây thì con có suy nghĩ nhiều về cái vấn đề là hai vợ chồng phải thay đổi vì nhau lắm. Nhưng hiện tại thì vợ con cũng có những tính xấu, nhưng mà con không có suy nghĩ là mình phải thay đổi, cho không cần vợ phải thay đổi gì hết. Tại vì con suy nghĩ là vợ con cứ như vậy được rồi, thay đổi nữa chắc chết quá. Thật ra tới đây thì chú lại rất là chúc mừng con. Dạ. Là bởi vì con đã có được một người chồng rất là tâm lý. Dạ. Chị nhớ lúc đầu bạn ấy, khi gặp bạn này lại có một cái sự tự ti. Không biết là anh ấy có chấp nhận mình, có chịu mình hay không. Yeah. Với một người đàn ông có ngoại hình rồi, lại có công việc như vậy thì có chấp nhận yêu một cái cô bé công dân như mình hay không. Yeah. Đúng không? Yeah. Bây giờ thì không biết là chú rất muốn nghe cái cảm nhận của con về cái người đàn ông này. Yeah. Người chồng mà mình đã lựa chọn là một người rất tâm lý như thế này. Yeah. Con thì trong lòng con cảm thấy may mắn lắm. May mắn vì gặp được anh này mà anh này chịu chấp nhận là con làm vợ nữa, tiến tới với con. Nhưng mà sống chung ảnh rất là tâm lý. Dạ. Yeah. Cái gì cũng lo lắng quan tâm. Hồi đợt con bầu á là anh nhờ con, kiểu như con lụm gì đúng không, đứng ngay cạnh góc bàn á, anh sợ con đứng dậy cái con bá cái bụng vô cái góc bàn á, ảnh lấy tay ảnh che, nhiều cái là ảnh làm âm thầm lắm, ảnh không có nói ra đâu, nhưng mà con quan sát con thấy con biết á, nên là con vui lắm. Dạ. Cô thì cô thấy vậy nè, thực ra thì chồng con á là không mong muốn con thay đổi cái điều gì. Dạ. Nhưng mà theo cô á thì với một cái người chồng mà như con vừa nói ha, thì anh này là anh vừa tinh tế. Yeah. Anh tinh tế, anh quan tâm và anh gọi là anh cũng nhạy cảm nữa đó. Yeah. Chứ không phải là ấy đâu. Yeah. Thì thành ra là cô nghĩ con cũng sẽ phải tự gọi là thay đổi bản thân mình.
Nhất là cái việc mà quan tâm nhau. Thực ra nó cái hành động là một chuyện là đương nhiên rồi. Vợ chồng với nhau á, yêu thương nhau bắt buộc phải có hành động rồi. Nhưng cái có những cái á, theo như là ở ví dụ như một cái tin nhắn thì mình nghĩ đó không phải là hành động, nhưng thực sự đó là hành động. Một cái hành động rất là cụ thể. Cái gì à? Micro chị Vân đúng không? Đâu có đâu. Rồi ok tiếp chị Vân. Nó mới nhắn micro chị Vân. Nó đi nó suột lại cái đó đó. Nãy giờ 100 cặp á. Thực ra thì cái vấn đề ví dụ cô nói như là tin nhắn đi. Thì có thể con nghĩ đó không phải là một cái hành động, nhưng thực sự đó là một cái hành động. Hết sức là nó nhỏ thôi nhưng mà nó lại cực kỳ có nhiều ý nghĩa. Con đừng để chồng con bị mất cái thói quen đó đối với con. Thì bằng cách là con phải tương tác lại cái đó. Chứ nếu không chồng con mà bị mất cái thói quen đó là con là người lỗ vốn. Con hiểu cô không? Đó, thành ra mình sẽ tự thay đổi, mặc dù anh không mong muốn nhưng mình tự biết. Đó thì có thể là con ngủ. Tại vì á, cái giấc ngủ đối với bạn á, rất là quan trọng. Tại bạn làm ca làm kiếp. Thì dễ lắm. Trước khi con ngủ con nói là chồng ơi, không biết anh tới chưa nhưng mà bây giờ vợ buồn ngủ quá. Thì em ngủ trước nha. Nhưng mà tới anh cứ nhắn cho em để em yên tâm. Sáng em yên tâm là anh đã tới rồi. Đó. Thì khi mà chồng con đọc được cái tin đó là chồng con hiểu cái vấn đề liền. Thì không bao giờ suy diễn nữa đúng không con? Đúng không bao giờ suy diễn mà nó đó. Thì từng cái điều nhỏ đó. Tại vì con đã sở hữu được một cái đức ông chồng là vừa đẹp trai, vừa tinh tế, vừa tế nhị, là yêu thương vợ con nữa. Thì con đừng để mất những cái gì mà anh ấy đã có. Hiểu không? Những cái đức tính tốt mà anh ấy đang có và đã có. Gửi chị Vân quá tuyệt vời. Dạ con cảm ơn. Rồi chúc mừng hai vợ chồng nghe. Rồi chú cũng chúc cho con hai mẹ con mẹ tròn con vuông. Sắp tới ngày khai hoa nở nhụy rồi, đúng không? Và bé này là sinh năm mèo nữa, mèo vàng nữa. Rồi chúc cho hai vợ chồng luôn hạnh phúc và cùng nhau nắm tay nhau vượt qua những khó khăn, lúc nào cũng yêu thương ha.